Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của chúng ta. Và ở video lần này thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần A Closer Look 2 của tiếng Anh lớp 8, bài số 1 với chủ đề là các hoạt động giải trí, leisure activities. Và ở phần A Closer Look 2 thì chúng ta sẽ tập trung vào phần ngữ pháp. Và ngữ pháp của bài số 1 ngày hôm nay sẽ là các động từ chỉ sở thích và nó sẽ cộng với verb in hoặc là cộng với to verb. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn vào cái khung vàng này giúp cô này. Chúng ta cũng có một cái lưu ý ở đây. If we want to follow a verb with another reaction, we must use a gerund or an infinitive. Và câu này có nghĩa là nếu chúng ta muốn động từ được theo sau bởi một cái hành động khác thì chúng ta phải sử dụng gerund là một cái cụm danh từ, nghĩa là gerund này thì nó là nó sẽ thay cho cái danh từ hoặc là thay cho cái verb in này, bởi vì verb in cũng sẽ đứng vai trò là danh từ mà, hoặc là an infinitive hoặc là một cái động từ nguyên thể. Và động từ nguyên thể ở đây thì nó sẽ phải là đây, động từ to verb như này. Và chúng ta sẽ cùng đọc yêu cầu của bài số 1 để chúng ta hiểu hơn về cái lý thuyết này nhé. Yêu cầu của bài số 1: Read the conversation in Getting Started Again. Chúng ta sẽ đọc cái cuộc hội thoại ở phần Getting Started một lần nữa. Sau đó thì gạch chân các động từ mà được theo sau bởi một cái cụm danh từ. Underline verbs that are followed by a gerund. Và ok, chúng ta sẽ mở giúp cô trang số 6 về phần Getting Started nhé. Này, chúng ta sẽ gạch chân lại này. Các động từ mà được theo sau bởi một cái cụm danh từ. Ví dụ, đây, cô sẽ cho chúng mình ví dụ để chúng ta hiểu rõ hơn này. Ví dụ chúng ta có động từ là like chẳng hạn, đúng không? Like, I like playing football. Đấy, thì cái like xong rồi cộng với gerund là cộng với playing football. Thì đây là cái mà chúng ta cần tìm để chúng ta gạch chân nhé. Động từ chỉ sở thích này và cộng với một cái cụm danh từ khi mà được chuyển từ verb sang verb in để thành danh từ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem này. Check out this book, Food, My Mini Guide to Dog Training. Sounds great. Và đầu tiên nếu mà rõ hơn thì chúng ta có thể tìm cái động từ trước, đúng không? Động từ chỉ các sở thích, ví dụ như là love các thứ. Ok, mà lại phải cộng với verb in nha. Ở đây thì cô có một từ đầu tiên là enjoy listening này, thích nghe, đúng không? Thích nghe những cái giai điệu. Và bên cạnh đó thì là like reading, thích đọc Doraemon này. Sau đó thì sẽ là stop cộng verb in là dừng cái việc làm gì đó đi. Thì đây là các động từ mà được theo sau bởi một cái verb in, bởi một cái danh từ đó, đúng không nhỉ? Một cái danh động từ. Danh động từ khi mà verb chuyển sang verb in thì nó sẽ được gọi là danh động từ. Thì chúng ta có ba cái cặp đó. Và chúng ta sẽ quay trở lại bài số 1 xem là nó còn yêu cầu gì không nhé. Và sau khi chúng ta gạch chân xong thì có một cái lưu ý như sau. The verbs love, like, hate and prefer can be used with both gerunds and two infinitives with that much change in meaning. Là các động từ ví dụ như là yêu này, thích này, ghét này hoặc là thích cái gì đó thì sẽ được sử dụng với cả danh động từ và động từ to verb mà không có sự thay đổi gì về ý nghĩa. Ví dụ ta có câu là she loves going out with her friends, là cô ấy thích đi chơi với các bạn của cô ấy, thì chúng ta có thể viết là she loves to go out with her friends mà ý nghĩa không thay đổi, vẫn là cô ấy thích đi chơi với bạn của cô ấy. Và chúng ta sẽ để ý những điều này nhé. Nghĩa là ở phần getting started ở đây, chúng ta có thể nói là I will enjoy to listen, đúng không? Hoặc là I like to read này. Và ok, I like to read thôi. Còn stop thì không phải là để thể hiện cái đó rồi. Vậy chúng ta sẽ xem này. Chúng ta có một cái learning tips ở đây. Một cái mẹo để học. Là đây là các động từ để chỉ sở thích và nó đang được sắp xếp theo theo cái cấp độ. Ví dụ như adore. Adore là kiểu ngưỡng mộ ấy, là kiểu rất là thích, rất là yêu, very, kiểu như vậy. Và bên
bên dưới adore thì sẽ là love, là yêu này. Chúng ta sẽ kiểu dần xuống này. Like, enjoy, fancy là kiểu thích cái gì này. Và don't mind là kiểu dạng như là kiểu 50-50 ấy, là không phiền nếu làm cái gì. Còn kiểu cũng không phải là thích lắm, cũng không phải là ghét lắm. Dislike và don't like là không thích này. Và hate là ghét. Và detest là kiểu tôi kiểu ghét đến nỗi mà kiểu tôi chán luôn ấy. Kiểu là tôi muốn phản đối cái đấy luôn á. Detest, ghét cay, ghét đắng. Kiểu đắng vậy, thì đó là detest. Vậy cô sẽ nốt lại những cái động từ ở đây nhá, để chúng ta sẽ phục vụ khi mà chúng ta ôn tập lại từ vựng. Adore, rồi sẽ đến love, rồi sẽ đến like, enjoy, enjoy và fancy. Và sau đó thì bên cái này thì chúng ta cũng có thể thêm cái prefer nữa đúng không? Và dưới like, enjoy và fancy thì sẽ là don't mind, là kiểu ở 50-50 thế nào cũng được. Và dưới cái việc 50-50 thế nào cũng được thì sẽ đến cái việc là không thích, dislike and don't like. Và sau đó là ghét, chỉ là đơn thuần là ghét thôi, chứ không phải là ghét cay, ghét đắng. Và dưới cái mức độ ghét thì sẽ là ghét cay, ghét đắng, detest. Thì đó là các động từ. Và các động từ này thì nó có thể cộng với cả danh động từ, nghĩa là cộng với verb ing, hoặc là cộng với to verb, mà ý nghĩa nó sẽ không thay đổi, đều thể hiện là thích cái gì, ghét cái gì. Và chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2 nhé. Yêu cầu của bài số 2: tick the appropriate box là chúng ta sẽ tick vào cái cột mà tích vào cái ô đúng không nhỉ? Sau đó thì chúng ta sẽ nghe và check lại. Và vậy thì đối với các động từ này thì không phải là động từ nào cũng có thể động cộng với cả hai, đúng không? Ok, nghĩa là chúng ta chỉ có vì những cái từ mà cô khoanh tròn thì nó được cộng với cả hai thôi nhé. Ví dụ như là love, prefer, like nữa đúng không? Prefer này. Cũng như là chúng ta có là dislike và don't like cũng vậy nhá. Và tương tự với động từ hate. Đó, còn lại thì nó sẽ chỉ có thể cộng với một trong hai cái đấy thôi. Và chúng ta sẽ nghe xem là đáp án nó là gì nhá. Unit 1, page 9, a closer look, 2, grammar, activity 2, tick the appropriate box, then listen to check. 1. I love eating spicy food. Và bạn ấy nói rằng I love eating spicy food là nó có cộng với verb ing, có cộng với danh động từ rồi đúng không? Và chúng ta sẽ nghe tiếp xem là cái love này nó có cộng với to verb không. I love to eat spicy food. Và bạn ấy còn nói là I love to eat spicy food là tôi thích ăn đồ ăn cay đúng không nhỉ? Vậy thì đối với love thì nó được cộng với cả danh động từ và cộng với to verb. Và tiếp tục sẽ là động từ enjoy, chúng ta sẽ nghe nhé. 2. Jane enjoys running. Jane enjoys running. 3. Và nó đã chuyển sang phần số 3 luôn, nên enjoy chỉ cộng với danh động từ thôi. Và tiếp tục số 3. Feng detests doing DIY. 4. Và đối với động từ detest thì chỉ có một câu là Phong detest doing DIY, là Phong thì ghét làm, nghĩa là ghét làm, tự làm mọi thứ ấy. Thì ở đây sẽ là detest chỉ cộng với verb ing thôi, cộng với danh động từ thôi. Và số 4 thì sao? I prefer reading poetry. I prefer reading poetry là prefer thì nó cộng với verb ing rồi này. Tôi thích đọc thơ, và chúng ta sẽ nghe xem là nó có chuyển sang phần 5 luôn hay là nó có prefer cộng với to verb nhé.
I prefer to read poetry. Và chúng ta có cả to read nữa đúng không? Vậy prefer có thể cộng với cả verb ing, cả danh động từ và cộng với to verb nữa. Và số 6 thì sao? Số 5. 5. Do you fancy watching TV? Do you fancy watching TV? Là bạn có thích xem TV không? Và nó đã dừng ở đấy. Vậy fancy cũng chỉ cộng với verb ing thôi, chỉ cộng với danh động từ thôi. Vậy thì chúng ta sẽ tổng kết lại này. Ví dụ các động từ các cô in vàng thì sẽ là chỉ cộng với verb ing thôi nhé. Enjoy, fancy, don't mind và detest sẽ chỉ cộng với verb ing thôi. Còn lại thì những động từ khoanh tròn thì nó cộng với được cả verb ing và cộng với to verb mà ý nghĩa nó không thay đổi nhé. Và đó là bài số 2. Chúng ta sẽ chuyển sang bài số 3. Mở giúp cô trang số 10 nhé. Và yêu cầu của bài số 3, write the correct forms of the verbs, là chúng ta sẽ chia dạng đúng của từ, của động từ, đúng không? Câu số 1. Và bức tranh này là bức tranh mà bạn ấy đang làm thủ công, hoặc là, đúng rồi, making crafts, đúng không? Và bức tranh số 1. Mai enjoys là Mai thích crafts này, especially bracelets, là Mai thì thích làm đồ thủ công đúng không? Và đặc biệt là làm vòng tay. Vậy ở đây ta có từ enjoy. Enjoy thì chỉ cộng với verb ing thôi, đúng không nhỉ? Đây là cái bảng này. Vậy chúng ta sẽ chia ở câu số 1 là making cộng với verb ing. Mai thì thích làm đồ thủ công, đặc biệt là làm vòng tay. Và câu số 2 thì chúng ta có love. Thì love được cộng với được cả verb ing và to verb. Nên ở đây cô sẽ viết là to watch hoặc là watching. Và câu này có nghĩa là mọi người ở Anh thì thích xem TV và thời gian rảnh rỗi của họ. People in Britain love to watch TV in their free times. Or people in Britain love watching TVs in their free times. Đó là câu số 2. Vậy câu số 3. Fancy, chúng ta có động từ fancy. Và fancy chỉ cộng với verb ing thôi, nên ở đây sẽ là skateboarding. Skateboarding. Và câu này sẽ có nghĩa là bạn có thích trượt ván ở công viên vào chủ nhật tuần này không? Do you fancy skateboarding in the park this Sunday? Và câu số 4, ta có động từ like. Và like cộng với được cả verb ing và to verb, nên cô sẽ biết ở đây là learning, like learning and like to learn. Và câu này có nghĩa là Nick thì thích học tiếng Việt. Nick like learning Vietnamese or Nick like to learn Vietnamese. What about number 5? Câu số 5. Ngọc hate, và chúng ta có động từ hate. Động từ hate được cộng với cả verb ing và to verb, nên chúng ta chọn ở đây là hate sitting. Hate to sit. Ngọc thì ghét ngồi, nghĩa là ghét ngồi ở bàn máy tính lâu, nghĩa là không thích chơi điện tử. Đây sẽ là Ngọc hate sitting at the computer for too long, hoặc là Ngọc hate to sit at the computer for too long. Thì đó là câu số 5. Và chúng ta sẽ chuyển sang bài số 4 nhé. Yêu cầu của bài số 4, write sentences about what you like or don't like doing in your free times, beginning with the following. Then share what you have written with your partner. Và chúng ta sẽ viết những cái câu về cái điều mà chúng ta thích hay là không thích làm trong cái thời gian rảnh rỗi của chúng ta. Sau đó thì sẽ và bắt đầu với những cái từ sau đây. Đây, sách giáo khoa thì đã gợi ý là chúng ta sẽ bắt đầu bằng các từ này rồi đúng không nhỉ? Sau đó, sau khi chúng ta viết xong thì chúng ta sẽ chia sẻ những cái ý tưởng của chúng ta với bạn của mình. Vậy đầu tiên ta có động từ là I adore, là tôi đam mê, tôi thích làm cái gì đây, đúng không? Và adore thì sẽ cộng với verb ing, đúng không nào? Adore thì sẽ cộng với verb ing. Nên chúng ta sẽ viết là I adore. Ví dụ như là cô thì cô sẽ thích đọc sách chẳng hạn. À thôi, cô sẽ thích học ngoại ngữ đi. Sẽ là I adore learning languages. Đúng không? Tôi thì tôi đam mê học ngôn ngữ.
Vậy câu số 2, love. Love thì được cộng với cả verb in và to verb. Thì ví dụ như là tôi thích làm gì hả? Chúng ta có rất là nhiều những cái động từ hoặc là các danh động từ để thể hiện những cái hoạt động giải trí mà, đúng không nhỉ? Ví dụ như là tôi thích xem truyền hình thực tế, đúng không? I love watching a reality show. Thích xem những cái chương trình truyền hình thực tế. Watching reality show. Đó, chúng ta thì chỉ cần thêm những cái danh động từ hoặc là các động từ to verb ở đây thôi. Và fancy, vì fancy thì cũng chỉ cộng với verb in thôi, thì nó là thích. Ví dụ như là tôi thích làm gì đây? Tôi thích lướt mạng, đúng không? I fancy surfing the internet. Fancy cũng cộng với verb in. Surfing the internet. Còn don't mind thì là kiểu dạng như là kiểu cũng không thích mà cũng không ghét, đúng không nhỉ? Và ở đây thì sẽ là hoặc là có nghĩa là phiền nữa. Tôi cảm thấy phiền khi làm điều gì. Thì câu số 4 chúng ta có thể viết là I don't mind helping you to the homework. Là tôi không phiền nếu khi mà giúp đỡ, khi mà giúp bạn làm bài tập về nhà đâu, đúng không? I don't mind nghĩa là kiểu làm cũng được mà không cũng được ấy. I don't mind helping you to help somebody do something to your homework. Làm bài tập về nhà đâu. Nghĩa là kiểu sẽ hướng dẫn đó. Vậy câu số 5 là tôi không thích làm gì đây? Ví dụ như là không thích chơi bóng đá, hoặc là không thích chơi cầu lông, hoặc là không thích đọc sách, đúng không nhỉ? Không thích đọc thơ thì sẽ là I don't like, và like cộng với to verb và verb in đều được. Thì đây cô sẽ cộng với verb in nhá. Là I don't like reading a poetry, không thích đọc thơ. Đó. Và I detest là kiểu ghét cay, ghét đắng và chỉ cộng verb in thôi. Thì ví dụ như là ghét cay, ghét đắng cái việc là đi thăm bảo tàng cũng được, đúng không? Thì sẽ là I detest visiting museum. Ghét cay, ghét đắng cái việc là tôi phải đi thăm viện bảo tàng. Đó. Thì chúng ta có thể viết như vậy. Và quan trọng ở đây không phải là ý tưởng, mà quan trọng ở đây là chúng ta dùng được đúng verb in hoặc là to verb nhé. Thì đầu tiên, cô sẽ nhắc lại, đối với động từ love, chúng ta có thể được cộng với cả to verb. Vậy ở đây cô có thể thay là to watch. Tiếp theo là like, don't like, thì có thể được cộng với cả to verb nữa, nên sẽ là to read. Đó, chúng ta chỉ có hai cái động từ đó, thì có thể được cộng với cả hai thôi. Và đó là bài số 4. Chúng ta sẽ chuyển sang bài số 5. Yêu cầu của bài số 5 như sau. Look at the following emails that Minh Đức wrote to a new pen friend. Là bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái email dưới đây, cái thư điện tử mà Minh Đức đã viết cho một bạn, một người bạn hay viết thư cùng với bạn đấy. Và người bạn này là người bạn mới. Và chúng ta sẽ xem yêu cầu trước nhé. A. There are 6 grammar mistakes in his email. Can you find and correct them? Là trong cái email của bạn ý thì có 6 lỗi sai về ngữ pháp. Và chúng ta hãy tìm và sửa. Và yêu cầu của phần B. Answer the question, trả lời những câu hỏi sau. 1. How many activities that Đức mentioned in his email? Là Đức thì nhắc tới bao nhiêu cái hoạt động trong thư của anh ấy. Và câu hỏi số 2. Which two activities do you think he enjoys the most? Là bạn nghĩ là Đức thì thích chơi, thích làm hai cái hoạt động nào nhất? Thì đó là các yêu cầu của bài số 5. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đọc và cùng tìm nhé. Hi, my name is Đức. Xin chào, tên của tớ là Đức. How are you? Bạn thì dạo này như thế nào? Đúng không? Bạn dạo này thì như thế nào? Bạn khỏe chứ? This is what I like to do in my free times. Đây là những cái mà tớ thích làm trong cái thời gian rảnh rỗi của tớ. I often play video games or watch TV. Tớ thì thường chơi video game, đúng không? Chơi những cái trò chơi video và hoặc là xem TV. Vậy là bạn ấy đã nhắc đến mấy cái rồi đây? Nhắc đến hai cái rồi, đúng không? Cô sẽ nốt lại nhé. Ok. Play video game là một cái này. Và watch TV là cái hoạt động số 2 mà bạn nhắc tới.
Or I go to the park and play football with my friends. Hoặc là từ thì sẽ đi đến công viên và chơi bóng đá, đúng không nhỉ? Vậy đi đến công viên là một hoạt động. Go to the park. Và play football là một hoạt động khác. Hoặc là tớ đi đến công viên và chơi bóng đá với các bạn của tớ này. I enjoy do this very much. Tớ đi thích làm những điều đó rất là nhiều. I sometimes help my parents too. Thỉnh thoảng thì tớ cũng giúp đỡ bố mẹ nữa. Nên cái hành động tiếp theo bạn nhắc tới đó là giúp đỡ bố mẹ. Help parents. If I have homework, I will try to finish it first before I do anything else. Và nếu mà tôi có bài tập về nhà thì tớ thì sẽ cố gắng hoàn thành nó đầu tiên, sau đó thì trước khi mà tớ làm những cái khác. Vậy cái hành động tiếp theo là hành động mà làm bài tập về nhà, đúng không nhỉ? Do homework. Do homework. But I don't like have lots of homework. Nhưng mà tớ thì không thích có nhiều bài tập về nhà lắm. I don't mind to do homework, but I hate spending all evening on it. Tớ thì thực ra là tớ cũng không cảm thấy là không phiền nếu mà làm bài tập về nhà đâu. Nhưng mà tớ ghét cái việc là phải dành cả buổi tối làm bài tập về nhà. On Saturday, vào thứ bảy, or Sunday, hoặc là buổi chiều. I love it out with my family. Vào thứ bảy hoặc là chủ nhật thì tớ thích đi ăn nhà hàng, đúng không? Tớ thích đi ăn ở ngoài với gia đình của tớ. Nên cái hành động tiếp theo là sẽ là eat out. The food is delicious. Và đồ ăn thì rất là ngon. What about you? Vậy thì còn bạn thì sao? Best Đức. Ok, vậy thì chúng ta đã trả lời được câu số 1 rồi. Đó là bạn ý liệt kê ra mấy cái hành động, đúng không? Và chúng ta ở đây là có 7 hành động. Vậy câu trả lời cho câu số 1 chúng ta có thể viết như sau. Câu số 1 của phần B nhé. He mentions 7 activities. Nhắc tới 7 cái hoạt động. Và sau cái này thì chúng ta sẽ phải liệt kê các hoạt động đó ra, đúng không? Và liệt kê các hoạt động này ra thì chúng ta sẽ phải chuyển nó sang danh động từ, bởi vì liệt kê thì chúng ta phải liệt kê danh từ playing video game. Vậy thì chuyển tất cả những cái động từ này sang danh từ là thêm đuôi ing thôi, đúng không? Playing video games. Watching TV, xem TV. Going to the park, đi đến công viên. Going to the park. Và playing football, thêm verb ing, thêm đuôi ing vào. Playing football. Helping parents, giúp đỡ bố mẹ, thêm verb ing, thêm đuôi ing vào để thành danh động từ. Doing homework, thêm đuôi ing vào để thành danh động từ. Và cuối cùng là đi ăn ở ngoài, đúng không? Eating out. Cũng sẽ phải thêm verb ing, thêm đuôi ing, eating out. Thì cô đang chuyển từ động từ sang danh động từ. Và đó là câu hỏi số 1. Vậy câu hỏi số 2 là hai hành động nào mà bạn ý thích nhất, đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng làm với cái việc là chúng ta tìm các lỗi sai nhé. Đầu tiên chúng ta có là I like do in my free times. Like cộng với verb ing hoặc là cộng với to verb cơ, đúng không nhỉ? Vậy thì ở đây bạn ý sai ở một chỗ là like do. Vậy thì cô sẽ gạch chân ở đây. Và cô sẽ sửa lại thành like to do hoặc là like doing. Tiếp theo, I often play video games or watch TV, or I go to park and play football with my friends. I enjoy do. Và chúng ta có enjoy cùng với verb ing cơ, đúng không? Nên câu số 2, nên là cái lỗi số 2 sẽ là enjoy doing.
thích thích làm những cái điều đấy rất là nhiều, và thỉnh thoảng thì cũng giúp bố mẹ nữa. Và nếu mà có bài tập về nhà thì tớ sẽ cố gắng hoàn thành nó trước khi mà tớ làm cái khác. Nhưng mà tớ không thích có quá nhiều bài tập về nhà. Vậy ở đây tiếp tục là like cộng với verb in hoặc là to verb. Vậy cái này sẽ là like to have hoặc là like having. Đây là don't like đúng không? Thêm cái don't vào cho nó đúng nhé. Don't like. Và don't mind thì cũng sẽ phải cộng với verb in. Nên sẽ là số 4, lỗi sai số 4 là don't mind. Don't mind cộng với verb in là don't mind doing. Hate cộng với verb in hoặc là to verb. Nên câu số lỗi sai số 5 sẽ là hate cộng với spending. Ghét cái việc là phải dành cả buổi tối để làm này. Và love, tương tự love thì sẽ phải cộng với verb in hoặc là to verb. Nên cái này sẽ phải chuyển thành love eating. Đúng không? Love eating hoặc là love to eat. Và tương tự ở đây cũng sẽ là to spend. Vậy chúng ta sẽ sửa lại bài số 1 giúp cô như thế này nhé. À sorry, bài phần A. Và phần B thì chúng ta vẫn đang tìm hai cái hành động mà anh thích nhất đúng không? Hai hành động thích nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải tìm các động từ mà nó là thích đúng không? Chúng ta có like này. Enjoy do this very much. Thích nó rất là nhiều đúng không nhỉ? Và tiếp theo là love it out, nhưng mà không có nói là kiểu thích nhiều. Vậy cái hai hoạt động mà thích rất là nhiều, very much, đây thì sẽ là going to the park and playing football, đúng không nhỉ? Playing football with his friends. Vậy hai hành động mà thích nhất thì sẽ là going to the park. Tuy nhiên thì cái việc là going to the park ở đây là đi ra công viên và chơi bóng đá. Vậy hai hành động này là kiểu hành động là kiểu hành động này xảy ra xong rồi để hành động này đúng không? Thì có thể gọi là một hành động. Và hành động khác nữa thì có thể là eating out. Vậy phần B, câu trả lời số 2 thì sẽ là he enjoys going to the park. Going to the park and play football. With his friend, nếu mà chúng ta coi cái việc là đi công viên mà chơi bóng đá là một he's also likes eating out with his family, đúng không? Thì hai hành động là đi công viên chơi bóng đá và ăn ở ngoài hàng với gia đình, eating out with his family. Thì đó là câu trả lời cho bài số 5. Sorry, with his family. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang bài số 6 nhé. Yêu cầu của bài số 6 như sau. Write a similar email to tell your friends about your free times using the verbs of liking plus plural or verb of liking plus two infinitives. Swap your work with a partner and check for mistake. Là chúng ta sẽ viết một cái thư, viết một cái email tương tự như bài số 5 để kể cho bạn của mình về cái thời gian rảnh rỗi của chúng ta. Và nhớ là sẽ phải sử dụng các động từ chỉ sở thích, chỉ sự yêu thích kết hợp với danh động từ hoặc là kết hợp với to verb. Sau đó thì chúng ta sẽ đổi bài viết của mình với bạn của chúng ta và kiểm tra xem là chúng ta có lỗi nào không, có lỗi ngữ pháp nào không. Thì ok, chúng ta có thể viết tương tự với cái bài số 5 thôi, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ viết rằng hi, my name is, đúng không? Hi, my name is, ví dụ là tên của cô là Lisa. My name is Lisa. How are you? Đúng không? Bạn có khỏe không? Chúng ta chỉ biết tương tự thôi thì dễ thôi đúng không? Dựa vào bài số 5, how are you? Và sau đó thì sẽ là
This is what I like to do in my free time. Đây là thứ mà tớ thích làm trong cái thời gian rảnh rỗi của tớ. To do in my free time. Sau đó thì liệt kê ra, đúng không nhỉ? Và chúng ta có thể nói rằng là bởi vì là ở gần nhà tớ ấy, thì có một cái công viên rất là lớn, nên là tớ thì sẽ thường xuyên chạy bộ ở đấy này, và cũng như là chơi cầu lông ở đấy, đúng không nhỉ? My free times. Và in my neighborhood, ở trong cái khu của tớ. There is a big park. Có một cái công viên này. Where I usually jog, chạy bộ, đúng không? With my sister, thường chạy bộ với chị của tớ. Chơi cầu lông với bạn của tớ, đúng không? And play badminton with my friend. Beside, bên cạnh đó, đúng không? Thì tớ thích làm gì? Beside, I love watching reality show. Bên cạnh đó thì tớ thích xem những cái chương trình truyền hình thực tế, reality shows. Và tớ thì có thể dành hàng giờ để xem, đúng không nhỉ? I can spend hours watching it và spend time cùng với Bing. Spend hours watching it. Watching them, đúng không? Tớ thì có thể dành hàng giờ để xem chúng. Và bên cạnh đó, đúng không? Tuy nhiên thì tớ không thích làm gì, đúng không nhỉ? However, I hate, ví dụ như là tôi không thích làm thủ công đi. I hate, hoặc là tôi không thích làm mấy cái kiểu do it yourself. I hate doing do it yourself and making crafts. It is so time consuming, đúng không? Nó thì thật là tốn thời gian. Thì chúng ta có thể kiểu dạng miêu tả như vậy thôi. Mà thực chất thì là chúng ta muốn, đúng không nào? Chúng ta thích làm. Và sau khi mà chúng ta nói về của chúng ta xong rồi thì chúng ta sẽ hỏi bạn ấy là what about you, đúng không? Vậy thì còn bạn thì sao? Nói cho tớ về cái hoạt động hàng ngày của bạn đi, đúng không nhỉ? Tell me your leisure activities, các hoạt động giải trí của bạn, đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ nói là best thì chỉ là thân kính thư thôi ý. Và chúng ta ký tên ở đây là được đó. Thì đó là một cái bức thư email, một cái thư điện tử tương tự với bài số 5 để chúng ta viết về những cái sở thích, những cái mà chúng ta thường làm ở trong cái thời gian rảnh rỗi của chúng ta. Và chúng ta có thể nốt lại giúp cô là cô đã dùng cái cấu trúc này. Đầu tiên là love cộng với verbing này, đúng không? Sau đó là hate cũng cộng với verb in, đúng không nhỉ? Và vậy thì bên ở trên này thì chúng ta có thể là chúng ta thêm cái là where I usually, ở nơi mà tôi thường làm gì, thì chúng ta cũng không thêm được cái động từ chỉ sở thích nữa, đúng không nhỉ? Hoặc là chúng ta có thể thêm những cái ví dụ như là I don't mind cộng verb in, đúng không? Là tớ thì cũng cảm thấy không phiền khi làm gì. Thì đó, chúng ta sẽ vận dụng các động từ chỉ sở thích cộng với danh động từ verb in, hoặc là cộng với to verb để diễn tả những cái sở thích chúng ta làm trong thời gian rảnh rỗi nhé. Và cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Goodbye!
của học viện Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện Jack.